Ngày 12 tháng 7, Bệnh xá đảo Sơn Ca, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tiếp nhận cấp cứu ngư dân Nguyễn Văn Doanh, 34 tuổi, quê Quảng Ngãi, bị thương do cá trình cắn khi đánh bắt thủy sản trên khu vực biển cách đảo Sơn Ca khoảng 8 hải lý về hướng Tây Nam. Theo bệnh xá, ông Doanh được đưa vào đảo Sơn Ca trong tình trạng vùng mặt trong cổ tay phải có vết thương dài hơn 8 cm, chảy máu nhiều. Qua thăm khám, quân y đảo Sơn Ca chẩn đoán ngư dân này bị đứt phần gân vòng cổ tay và đã tiến hành phẫu thuật nối gân, cầm máu, khâu vết thương phần mềm, truyền dịch, cố định cẳng bàn tay cho bệnh nhân. Hiện sức khỏe của ngư dân Doanh đã ổn định, tuy nhiên vẫn phải lưu trú tại đảo để theo dõi và điều trị.